Chị em khi phun xăm chân mày, sợ nhất là sau một thời gian, chân mày bị trổ màu xanh, ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Trong video này sẽ giải đáp giúp chị em vì sao tạo sợi lông mày flat brows không bị trổ xanh. Hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Thứ nhất, tạo sợi chân mày flat brows không gây trổ xanh vì kỹ thuật đi mực đúng tầng da. Làn da có 3 lớp là thượng bì, trung bì và hạ bì. Khi đi kim vào đúng tầng da thượng bì sẽ không gây chảy máu và hạn chế tối đa tổn thương. Mực không bị trung hòa vào máu nên không gây ra tình trạng nhòe sợi, đổi màu mực. Tại chuyên kim, chuyên viên sẽ nhận định chính xác màu da, hiện trạng da và lựa chọn size kim phù hợp, sử dụng một đầu kim duy nhất có kích thước siêu vi, đi mực đúng tầng thượng bì. Nhờ vậy, tổn thương trên da là cực kỳ nhỏ, lành nhanh sau khi tạo sợi. Thứ hai là việc tạo sợi chân mày flat brows đưa mực vừa đủ xuống dưới da. Tùy từng tính chất da mà chuyên viên chuyên kim sẽ tính toán lượng mực vừa đủ. Không có hiện tượng nhồi mực, đi quá mực. Theo thời gian, mực sẽ đào thải hết mà không bị loang sợi hay trổ màu. Dựa vào tính chất lông dày mảnh ở mỗi người, chuyên viên chuyên kim sẽ điều chỉnh loại kim và lực đi để sợi flat brows phù hợp hoàn hảo với chất lông gốc, tạo nên đôi lông mày đẹp tự nhiên như thật. Thứ ba là công thức pha mực độc quyền. Chuyên kim áp dụng công thức pha mực độc quyền mang đến màu sắc sợi flat brows tệp hoàn toàn với màu sắc lông mày gốc. Sợi flat brows không bị biến đổi màu và phải nhìn thật kỹ mới nhận ra đâu là lông mày thật, đâu là sợi được thêm vào. Chuyên kim sử dụng mực hữu cơ an toàn, phai dần theo sự đào thải tự nhiên của cơ thể nên không lo bị đổi màu. Mời bạn tham khảo những hình ảnh của các chuyên kim lady với cặp lông mày đẹp tự nhiên sau tạo sợi.